Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi lọ lục bình được làm bằng chất liệu gỗ mun hoa. Gỗ mun này chúng tôi nhập khẩu từ Nam Phi, có rất nhiều vân. Và trong video này chúng tôi cũng hướng dẫn quý vị cũng như quý khách đang có nhu cầu mua sắm về các cái lối chơi lục bình bằng gỗ thì chúng tôi cũng hướng dẫn trong video này. Nếu như quý khách đã bỏ ra một số tiền cực kỳ là lớn mua các cái đôi lọ gỗ mun đẹp như thế này thì quý khách không nên tiếc một vài triệu để chúng ta khoan xuyên tâm, tức là khoan từ trên đỉnh của lọ lục bình xuống đến đáy. Vì sao chúng tôi lại khuyên quý khách là khoan một lỗ như vậy, xuyên tâm? Là bởi vì lục bình chúng tôi thường hay làm là gỗ đặc, gỗ liền khối một cục thì nó không có cái độ thở hơi cũng như là thoát hơi. Thì chúng ta nên làm một chiếc lỗ ở bên trong để khi co giãn các cái chất liệu gỗ nó sẽ có thở hơi vào đấy. Khi chúng ta sơn lên rồi thì gỗ sẽ không thở ra bên ngoài được mà sẽ thở vào bên trong để cho quý khách yên tâm. Nếu như chúng ta mà cứ giữ nguyên muốn chơi lục bình đặc thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ bị sau này đó là nổ sơn. Nếu chúng ta đánh vernix thì cũng sẽ bị sùi ra bên ngoài, trông rất là xấu. Chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Và hiện nay rất nhiều quý khách đang thắc mắc là tại sao. Thì chúng tôi cũng làm video clip này hướng dẫn tới quý khách là như vậy. Và cái cách chơi về lục bình gỗ, vì là lục bình chúng tôi làm nguyên khối hàng đặc nên là chúng ta phải cho gỗ nó có độ thở, cái gì cũng vậy cũng phải có độ co ngoắt, co ra giãn vào. Và đây là chiếc đáy lục bình cũng được chúng tôi chọn vân chọn gỗ rất là đều và đẹp. Đây là một đơn đặt hàng tới từ khách hàng ở Phú Thọ. Chúng tôi làm cho anh một đôi lục bình cao 1m75, đường kính 62 phân, được chọn vân chọn gỗ từ dưới đáy lên trên đỉnh và được tiện theo cái lối thủ công của chúng tôi, đó là tiện bằng tay. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái clip về lọ lục bình cẩm vàng, lục bình gỗ mun đuôi công. Chúng tôi muốn đảm bảo tới khách hàng thì chúng tôi đều khoan một lỗ, đó là một lỗ xuyên tâm từ trên xuống để cho khi thời tiết như nắng như này thì có gỗ nó sẽ thở vào bên trong. Vì bên ngoài đây chúng ta đã phủ một lớp bóng ở bên ngoài thì gỗ nó sẽ không thoát hơi được ra bên ngoài, thì nó sẽ thoát vào bên trong để đảm bảo cái độ sơn được bền hơn, được bóng hơn, bên ngoài nó không bị nổ sơn. Thì quý khách lưu ý, những ai đã chơi lọ lục bình rồi mà bị nổ sơn thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi sẽ xử lý. Rất là đơn giản thôi. Để cho quý khách yên tâm, quý khách muốn mua lọ lục bình như này, quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi giới thiệu rất nhiều các cái mẫu mã về lọ lục bình cũng như các quy trình tiện lọ, chúng tôi sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Tôi sẽ nhắc lại, đây là đôi lọ lục bình được làm từ chất liệu gỗ mun hoa. Gỗ mun này nhập khẩu từ Nam Phi, khác với gỗ mun hoa của Lào. Nếu như đôi này bằng gỗ mun hoa của Lào thì rất là đắt. Nó rơi vào tầm 6-700 triệu một đôi như này. Mà nói thực là không có gỗ liền khối, gỗ mun hoa là phải chắp. Đây là hàng lục bình liền khối được làm từ gỗ mun hoa nhập khẩu từ bên Nam Phi. Và các cái sắc vân của nó rất giống với gỗ gụ chọn vân. Vân gỗ mun hoa thì thường nó sáng hơn. Miệng lọ lục bình đúng được chúng tôi tiện rất là đẹp. Và xung quanh thì các bạn đang nhìn thấy vân rối rít, rất là lắm vân. Và chúng tôi cũng là một cơ sở chuyên làm các cái hàng chọn vân, hàng cao cấp. Chúng tôi không làm hàng giá rẻ.
Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ về 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho quý khách để quý khách yên tâm về chất lượng sản phẩm. Chúng tôi có mặt trên toàn quốc để bàn giao các sản phẩm VIP như thế này cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã đăng ký kênh của chúng tôi. Quý khách hãy đăng ký sớm để nhận thông báo mới nhất.